Ok, xin chào bạn. Trước hết thì bạn có thể cho mình biết là thế nào bạn biết đến hội chợ thực phẩm Hàn Quốc được không? Mình theo dõi trên Facebook và chúng ta đã sự kiện. Ok, vậy thì khi đến với hội chợ thì bạn đã tham gia vào những hoạt động nào rồi? Mình ăn thử các món ăn của Hàn Quốc, chơi các trò chơi cũng như là xem những cái đồ handmade. À, vậy thì bạn có thể miêu tả giúp mình rằng bạn đang tham gia vào hoạt động nào ở đây không? Mình chơi rất nhiều trò chơi ở đây như là chơi con quay hay là đá cầu. Ok, bạn có thể thử đá một vài phát cầu được không? Ok, ok. Cầu này rất là lạ. Cầu này lạ không? Nó khá giống với cả cầu vây của Việt Nam đúng không? Ok, chơi nữa. Bỏ đá. Đỡ thúy. Ok ạ, cầu 2. Cầu 2, 3. Cái thử một phát thôi. Ok, cảm ơn bạn. Và câu hỏi cuối cùng, bạn cảm thấy thế nào về không khí ở lễ hội ngày hôm nay? Mình thấy rất là vui, rất là nhộn nhịp và món ăn Hàn Quốc cũng rất là ngon. Ok, và cuối cùng bạn có thể nhìn vào máy quay và nói thật to: I love K-food, tôi yêu K-food.